ให้รังตุงดิ่งจอนดุยจังบุยจอนดองจอนเงยหาไทยบุอิงกุงเด้อเองมัดคามัดดังเด้อเองเหนืองเสียงจอเองจังหาไทยอุ่นน้อยอุ่นนาออมาให้หัดนะเองอะเฮ้ยเองอะเอ้ยหาดิวจัดไก่หาเธออุ่นนาดีก็ไงเองอะเฮ้ยไงอะเชื่อมากะกะกูหังเถื่อนโหมมาในอุนอกะตะเทียงเมืองลาเกวียนนาดะไว้เองอะเฮ้ยเนวมาอุนตะทังอยู่ทั่วหาตะจอหมองอาลออันนามัวคาปะเนยดะจอเองอะเฮ้ยอาโหมมาในบุยลำเดเองอะเฮ้ยอุนานีอันนี้ต้องหาเลยกับมาเองจนเหนื่อยนี่หาเพื่อนหาหวามาทอจะลำเด้งเฮ้ยเองเอ้ยเมงานีอะดีดงอะเรเบื่อนะหวาดะจอเองอะเฮ้ยคือในอุ่นบูสาเลยเนียวมาอุ่นเยาวอุ่นแหนเองนี่จับมายันเธอละเกวียนกุ้งไงอุ่นนางยังเอ็งจังรำบุยรำวางกำแสดัดยาอุ่นนามากว่าดังเดียวดีอุ่นนาน้อยเอ็งอีหมอนดัดลุรุยระแม่เรื่อยเจ้ามาเรื่อยจงอุ่นแกนนาเน่งอุ่นนาเอ้ยจอเร่งเจือกขี้เอ็งดัดอุ่นเฮนางอุ่นฝ่ายอ้อยเจ้ารอรังก็จอเอ็งดัดอุ่นนางเดียวดีจังไงอุ่นเอ้ยอุ่นนาดีมาเจือเจ้าเจือจงอุ่นนาดังเลือนนาคุกดงร้องเนยนี่ดับไปเองอ่ะเอ้ยอุ่นนาดีมาอุ่นนาเจ้าหยัดเออลางเออจอติงเออจอก็เองจังเยาเถืองดะไว้เองเอ้ยเทจีมึงลำมามึงนงจันมากับมาหยิบมาอุ่นฮากงจุงอาเนื้อเองอาจะอุ่นอาเอ้ยฮาเงยเนื้อโมจาอุ่นอาเอ้ยฮาเด้อฮา
kết bạn thanh đôi cùng kha. Nhưng mà ủn trướng ủn bộ sật xa, đứng mà khế đôi mà dẫu rối nó ghen rai ủn ơi. Ôn là rằng má chưa châu mà chưa trông ôn là đáng chơi cuộc rộng rộng bê anh đã vậy anh ơi. Nếu ôn là hay hạt để anh hơi nếu mà hát là khoang cho mô trang phô thầy con cả bạn nà ơi. Nếu un chưa giàu chưa trông em xin bùa cày mà bụng hung tăng yêu un nó ơi. Nếu mà em tăng un cầm mà đôi em mặn un mà dùng hát trăm bên nhau ủn nó hơi. Cảm ơn má cây tâm lòng trang em ơi. Hôm nay đi dùng có em trang tăng hòa mương lầm em ơi. Bữa ngày má bố để mẹ lòng ồn à đi chưa có ổn ngày là tặng hoa. Nếu mà chưa cao kẻ người nó đôi anh đứng kẻ xứ đâu un cò chập nhận hãy răng un chẳng bộ anh cùng. Nếu mà un chập nhận buông ôn ai un chập nhận à là chốn un chẳng bù in cung un na ni un cho pa nhân để bông hôn đỡ un xin là ở châu là chốn ở em thường có an chẳng na bố nó mừng xiềng ơn lối đôi anh trở lại trong mương thưa cha mặn chủ mà lĩnh mương hoài yêu ùn nó hơi cứ ha đi khum về chiều ăn cơm chúng bạt mà điệu ngồi chung phẩm mà ùn à nó hay ùn à ni má mừng lầm để anh hơi ăn cơm mà chúng bạt đều ngồi ở chung phẩm mương làm em ơi. Thế thì ủn sướng về bù hò hàng bố cả chủ bạc cùng ngõ hàng nhà trình nhà rưỡi rõ ràng đi nó ủn sương người đưa em cho kẻ họ hàng nhà em nhà lính nhà dùng đang mang
bên thửa truyền mà đỡ là thông ra ủn nó hơi khi đi ổn là ni mà đã bảo bố mẹ rơi ôm mà này đi dùng đi thêm bán là đời là hồng đã về ơi à bố an mẹ má đã bảo ôn rơi hôm này đi dùng cái thôi mà phải cặp anh đã về anh ơi bố mà bố mẹ dặn dò nhưng mà chủ bạc ở Nhật chỉ là nó cho đôi hà giờ un ơi tuy rằng bố mẹ để con xa những cô chủ bạc họ hàng nếu ở đồng ý mà là hà nó cho đôi hà ni giờ un ơi cho rên ỉnh nhà rằn mà ủn ơ răng hoài cha hoài chủ họ hàng nếu mà nhật chỉ đưa nhà trang lên chơi ủn nó ơi khi đi mà chú đã để họ hàng hôm này bảo đi dùng đi thêm mà nên trang đưa thường rơi về ơi những má ôn sầu để ôn ca ở mặt anh nhờ ta chỉ ôn mà răng chẳng đã giờ anh ơi anh đã nhật chỉ bằng lòng cho riêng nhà anh nhà bù sật lòng cũng yêu rồi nên un ơi nhưng mà mẹ nhạt lũ rồi mặn chữ anh nhà bù riêng đi à đưa anh nhà mặn un mà thì hoài xăm ở giờ un ơi ở hoài ở mặt lúng lang giao kia chủ bạc lạc đang má sương un nó ơi anh thương má anh ngồi un nang nani à bố lại trời ở trang hay à thôn đã về thế thì ùn ơi lặng lặng nghe lời đời anh sắm ngoài mà quê ùn rơi ơ nó bù anh cô ngoài sắm mà chim mà ăn ơ bà ơ cao ngoài sắm mà ùn bàn mà vượng nào về ni bộ anh công hiền là thúy má la hiền đệ anh ơi là cả chị là ở xa xa mà nghĩa là quê ở nhà cảm ơn
lời ngọc xiềng vang un sương un bộ mà rõ ràng ê nhảy rồi nên un hơi đưa em hỏi tiệp mà un nang câu hà un bộ mà rõ ràng đôi em hay cũng ngày un hơi mân chớ em nhà hỏi xăm un nang hỏi xăm má cờ cào mà nhiều hồ kênh nhà hoa xăm mà ếnh nhà ùn trong nhà đông ếnh đông chì rình nó bố ếnh nhà cô ngài ùn ơi ếnh hoài má ùn màng mặt nơ phải hoài ôn mang gia đình ôn chẳng phải thì chẳng ra con răng chia nửa ôn ơi ôn sướng ôn bồ mà sật na long đưa anh mặt khà anh phong về chơi cùng mẹ un ơi à cảm ơn lời bạc thiêng vàng ổn là ni à bố lại anh cha là thùng ta vậy ơi thế thì bố bơi un ơi bố ngà bố đùng được khỏi đôi ê nhỏ phải khổ un ơi bố mẹ má sinh ăn hạ người ở một trà nam một nhà ở nữ un ở la thứ hà đã bày cảm ơn kẻ tầm lòng vang un sương un bồ rõ ràng cho em rồi giờ un ơi mặn chữ nhường xiềng nhường lời đỡ un hỏi lại đôi lời đến chào un nó ơi anh ơi má hỏi vậy anh ơi kể nó ôn mặt ôn thơi bố anh ơi bạn anh đã hỏi ôn xong rồi anh xin dừng xiềng dừng lời đưa anh nhường ùn đưa ùn rồi hoài anh nên ùn ơi hỏi thăm má chương khập ngài ở vang hiện này con ăn ở quê ở lên răng chẳng em bộ ùn ơi
cảm ơn cái xiềng ùn nang mang xương ngoài đình bố mẹ nhảy tráng cảm ơn nè ùn à nó ơi đưa em bố rò tỏ tương đưa ùn án mặt tỏ tương công em ùn à nó ơi con nhớ bố mẹ nhà trang quay lưng về núi mà cúi đầu về ấm mà rồi ùn à hơi ùn à măng thương lầm đệ hơi ùn à ni ở mặt kẻ thơi hôi ình thương làm ình ơi ình ơi thông cảm cho ồn côn ồn ni ở mặt kẻ thơi hôi thầm đã giờ ình ơ lo điều thì ún ơi ở mặt ún ngoài xa lơi à đưa anh nhà bố rò mà cho ún rơi điều hay à ún à nó ơi kẻ nị quy luật mà trình đời chẳng ai trình an mà cuộc đời hơn ý ùn à nó hơi ùn ơi hỏi tiếp câu lời anh đã ghi nhận mà câu lời ùn trường rồi nên ùn ơi hỏi thăm cún cành bé vang mày dậy bộ thuồng mày hang bộ hòa đình anh bộ ồn cảm ơn lời ngọc xiềng vang ùn sương ngoài đình anh nhà ùn nhà trang anh ơn ùn à nó ơi đưa anh bố rò tỏ tương đưa ùn án mặt mà về mương khói lo ùn nó ơi nhân sinh anh chính an rắm người rắm nam ô nữ anh là chữ rắm mà ùn à nó ơi anh cá chủ nhiệm trong làng ê nhà buồn bàn cửa hàng thô công ùn à nó ơi anh bà đi lại mày ca anh từ đi lại tàu bà ơi chưa về con em chính thực em là chưa rằm mà ư lại gia đình thắp nhang đốt nền mà đỡ sơ mê cha nền ùn ơi mặn chơi anh bố ùn rồi ùn
sương chập nhận nhớ lời qua in nhà cùng nghe un ơi thời gian có hạn un ơi đợi nhà chín chục xin chào đưa cho đôi khác mà giạt giáo tiếp theo ùn nó hơi mần chưa mần lần đầu mình mới gặp nhau ở chưa tàn mà buổi chữ mà đã phải rơi xa nhau đời chín chục ùn đôi ba câu nghe khâu gặp lại mà muộn mau cho trường ùn nó hơi chục ùn về đình cửa nhà chăm trà ngõ mì mà ngõ đàn các xuân cũng nghe ùn hơi chúc cho bố mẹ trong nhà luôn luôn mình khỏe mà thật là bình an ùn nó hơi chúc cho xuân châu nhà mình luôn luôn học giỏi chăm lo việc nhà đưa cho kẻ đàng bạc ô luôn luôn tặng ạn mà hàng bố dây khen ùn nó hơi